Dạng số 2 ạ, ơ mai tác dụng VHCL, dạng này dạng cực kỳ quan trọng. Thì ta có phương trình phản ứng là RNH2 cộng HCl để tạo thành RNH3Cl. Đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy một điều như sau này. Nếu mình áp dụng bảo toàn khối lượng, ta sẽ có khối lượng của ơ mai cộng khối lượng HCl bằng khối lượng muối. Đúng không ạ? Thì đó mình suy ra được là khối lượng của HCl bằng m muối bằng trừ m ơ mai. Sau đó mình suy được số mol của HCl bằng số mol muối trừ số mol ơ mai chia cho 36,5. Mặt khác, số mol NH2 thì bằng số mol HCl. Các bạn nhìn này biết này. Đây là X nhóm NH2 thì phản ứng với XHCl để tạo thành X lần NH3Cl. Thì đúng là số mol NH2 bằng số mol HCl chưa? Vậy thì kết hợp vậy thì thầy sẽ có được một công thức tổng. Đó là số mol của NH2 thì bằng số mol của HCl và bằng m muối trừ đi m ơ mai chia cho 36,5. Đúng chưa? Và ta có số nhóm NH2 thì bằng số mol HCl chia số mol ơ mai. Đấy. Đấy là công thức cực kỳ quan trọng trong cái bọn bài tập này. Nhá. Bây giờ chúng ta đi vào luôn cái ví dụ số 1. Ta sẽ có ví dụ số 1 ethinamide C2H5NH2. Ta tìm được số mol đấy, 4,5 chia 45 bằng 0,1. Tác dụng vừa đủ với HCl thì ra được muối là C2H5NH3Cl. Thì ở cái câu này ấy, thì các bạn tính theo mở muối được, các em bảo toàn khối lượng được, nó dễ. Đúng không? Với những câu dễ này thì tính thuận được, ta sẽ có là 0,1 nhân vào bảng đơn này. Muối ạ là CH5 là 29 cộng với NH3Cl, NH3 là 17, Cl là 35,5. Kết quả chúng ta bằng 8,15 g. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án C. Đúng không ạ? Ta có ở ví dụ số 2 ethinamide, ethimethinamide C2H5NH CH3. Bọn này tác dụng cần vừa đủ 0,2 mol HCl. Số mol HCl 0,2. Bọn này ăn nhau thì tỷ lệ 1:1. Đúng không ạ? Để tạo thành gì ạ? C2H5NH2Cl CH3. Thì HCl là 0,2 thì số mol anh này cũng là 0,2. Vậy ta tìm được m muối luôn. Đúng không ạ? Ta sẽ có m muối của chúng ta sẽ bằng 0,2 nhân với mở ngoặc đơn này. C2H5 là bằng 29 này. Cộng với lại CH3 là 15 này. Cộng với lại NH2 là 14 cộng 2 là 16 này. Cộng với CL là 35,5 này. Đóng ngoặc đơn này. Bằng này. 19,1 nhá, 19,1 gam. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Quá dễ dàng và đơn giản. Ví dụ số 3 nhé. 12,1 gam hỗn hợp gồm các amide gồm methinamide CH3NH2 này, dimethinamide CH3 tất cả 2 lần NH này, ethinamide là C2H5NH2 này. Tất cả các bọn hỗn hợp này tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thì số mol là bằng 0,3 này. Thì thu được muối. Thế thì ngay tức mình nghĩ đến là bảo toàn khối lượng đúng không? Ta có khối lượng hỗn hợp amide là 12,1 cộng với khối lượng của HCl là 0,3 nhân 36,5 thì bằng m muối chưa? Thế nên mình bấm máy tính là mình ra m muối đúng không? Quá đơn giản nhỉ? Ta có 12,1 cộng 0,3 nhân 36,5 bằng 23,05 gam. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A, 23,05. Rất dễ. Ví dụ số 4 đó, 15 gam hỗn hợp 2 amide đơn chức. Bây giờ chúng ta nâng cái level lên đi, mình không cần viết nữa đúng không? Mình có biết ngay bảo toàn khối lượng. Ta sẽ có là M của amide cộng với M của HCl thì bằng M muối. Và cái này thầy cũng mong muốn là cái này nó chạy trong đầu các em. Còn cái câu chuyện các em bấm máy tính ấy, thì ta sẽ có là số mol HCl bằng M muối là 23,76 trừ M amide là 15 chia cho phân tử khối của HCl là 36,5. Đúng không? Và ta có cái đáp án luôn. 23,76 trừ đi 15 bằng chia 36,5 là ra số mol đúng không?
Và với số mol này thì bây giờ mình chia cho 1,5 là mình ra thể tích bằng 0,16. 0,16 lít thì tương ứng với lại là 160 ml. Đáp án đúng là đáp án D. Ngon lành cành đào luôn. Dễ luôn. Hiện tượng khối lượng dung dịch HCl 7,3% cần phải tác dụng hết với 4,5 g ethynamide. Thế thì ethynamide là C2H5 NH2 đúng không em? Số mol là 4,5 chia 45 là 0,1 nhá. Anh này tác dụng HCl thì là tỷ lệ 1:1 đúng chưa? Thì số mol HCl nó là 0,1 luôn rồi. Vậy hoàn toàn mình sẽ có này, khối lượng HCl nguyên chất bằng là 0,1 nhân với lại 36,5 đúng không? Vậy từ đó mình tìm được mol dung dịch HCl 7,3% thì có phải nó bằng là 3,65 chia cho phần trăm là 0,073 không? Đúng không? Thế bấm máy tính là xong đó. 3,65 chia cho 0,073 bằng 50. Đúng không? 50 vì đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D, 50. Ngon luôn, lụng luôn nhỉ. Sang luôn câu 95 đi. Câu 95 này. 95 nhìn thấy là biết ngay là bảo toàn khối lượng. Đây, aniline methylamide dimethylamide không phải biết nữa. Số mol CL là bằng 1 nhân với lại 0,05 là bằng 0,05 đúng chưa? Vậy ta có M muối bằng mờ mai là 2,5 cộng MHCl là 0,05 nhân 36,5 ấy. Thầy muốn các em phải hiểu bản chất và các em bấm máy tính như thế này này. Thì như vậy thì mình mới làm nhanh được các em ạ. Vậy ta sẽ có là 2,5 nhân với lại cộng với 0,05 nhân với 36,5 thì kết quả chúng ta bằng 4,325 nhá. 4,325 vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Lúc cho 13,5 g một ơmai bậc 2. Ơmai bậc 2 thì kệ nó thôi, ơmai bậc 2 thì R1 đúng không? NH R2 tác dụng vừa đủ với HCl. Số mol là 1,5 m nhân V thì là 1,5 V tạo thành muối. Đề bài hỏi xác định giá trị của V, vậy mình sẽ tìm được số mol của HCl. Nó bằng m muối là 24,45 trừ đi m ơmai là 13,5 chia cho 36,5. Được chưa? Vậy bằng, bấm máy tính đó. Quá đơn giản nhỉ. 24,45 trừ đi 13,5 được bao nhiêu chia cho 36,5 bằng 0,3 mol. 0,3 thì bây giờ mình cần tìm V thì mình lấy 0,3 chia cho 1,5 là xong. 0,3 chia 1,5 bằng 0,2. Vậy V ta bằng 0,24 đúng không ạ? 200 ml. Quá đơn giản. Quá dễ dàng. Cho 7,2 g mơ mai x phản ứng vừa đủ với HCl thu được mờ muối. Lại bảo toàn khối lượng luôn. Yeah. Ta có mờ muối bằng mờ mai cộng với lại MHCl bằng 7,2 cộng 0,16 nhân 36,5 bằng ạ. Bấm máy tính luôn. 7,2 cộng với 0,16 nhân với 36,5 bằng 13,04 g. 13,04 g là đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Ấm luôn. Câu 98 ạ. Trung hòa hoàn toàn 8,88 g một ơmai bậc 1. Ơmai bậc 1 thôi nhá, mình chưa biết. Ơmai bậc 1 thôi nhá, chứ mình chưa biết là nó là có bao nhiêu nhóm NH2. Chỗ này nhiều bạn mình nhầm này. RNH2 x lần này. Đúng chưa? Tác dụng HCl này. Tạo thành muối đúng không? Thế rồi mình cứ ghi là muối. Ok chưa? Ta có, thế là mình có bảo toàn khối lượng. Mình biết được khối lượng của ơmai là 8,88. Mình biết là muối là 17,64. Đúng chưa? Vậy thì hoàn toàn ở đây mình đi bảo toàn khối lượng, mình sẽ có cộng với lại khối lượng của HCl thì chính bằng khối lượng muối ạ. Vậy từ đây mình sẽ tìm được là suy ra số mol của HCl chính bằng số mol của NH2 và bằng là 17,64 trừ đi 8,88 chia cho 36,5 bằng ạ. 17,64 trừ đi 8,88 bằng chia 36,5 bằng 0,24. Thế là mình ra được số mol của NH2 cũng là chính số mol của HCl nhá.
Từ đó mình sẽ tìm được số mol của Ở2 là RNH2 x lần bằng 0,24 chia x, đúng chưa? 0,24 chia x. Thế thì có phải là đến đây thầy sẽ tìm được phân tử khối của Ở2 nó sẽ bằng là khối lượng là 8,88 chia cho số mol là 0,24 chia x, đúng chưa? Và bằng nào, 8,88 này, 8,88 chia cho 0,24 bằng 37, đúng không? Vậy nó bằng là 37x à? 37x. Thế thì nó mình ra được 37x rồi, thì mặt khác phân tử khối của Ở2 chính bằng R cộng với lại 16x không? Thì bằng 37 không? Vậy đến đây mình sẽ có là R bằng 37 trừ đi 16, đúng không? 37 trừ đi 16 thì bằng bao nhiêu? 21. R bằng 21x. Thế nên mình lập bảng. Đến đây mình lập bảng nhé. XR, XR. Nếu x bằng 1 thì R bằng 21 loại, bởi vì không có cái gốc CXHI nào là 21. Nếu x bằng 2 thì R bằng 42. 42 là lấy do 42 chia 14 bằng 3. Thì 42 tương với lại là C3 này, H này. 3 nhân với 12 thì bằng 36. 42 trừ đi 36 thì sẽ 36, đúng không ạ? Vì vậy nên suy ra Ở2 chính là C3H6NH2 tất cả x lần. Và chỉ có đáp án D là thỏa mãn này thôi. Đáp án tất cả 2 lần. Sorry em. Đấy chưa? Cho 2,1 gam hỗn hợp x à, cho 2,1 gam hỗn hợp x gồm hai Ở2 no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Thế các bạn lưu ý này, hỗn hợp x là gồm hai Ở2 no nhé. Ở2 no thì có nhiều lắm, mình có thể để là công thức là RNH2 cũng được, R trung bình NH2 cộng với lại HCl dư thì mình ra được muối, đúng không ạ? Thế thì tại đây mình có là khối lượng của Ở2 là bằng 2,1, khối lượng muối là 3,925. Thế là mình đi bảo toàn khối lượng thì mình sẽ có khối lượng Ở2 cộng với lại khối lượng HCl thì bằng khối lượng của muối, và từ đó ta sẽ tìm được số mol của Ở2 đấy chính bằng số mol của HCl và bằng m muối là 3,925 trừ đi 2,1 chia cho 36,5, đúng không ạ? Thế thì vậy là ngay lập tức đến đây là mình bấm máy tính thì mình ra được số mol của N2 cũng chính là số mol của Ở2, đúng chưa? Vậy ta sẽ có này 3,925 trừ đi này 2,1 được chưa? Được bao nhiêu? Chia 36,5 bằng 0,05 mol. Số mol HCl bằng số mol nhóm N2 và bằng 0,05 mol. Và nó cũng chính là số mol của Ở2 luôn, đúng chưa? Vậy ta sẽ có số mol của Ở2 là bằng 0,05 mol. Thế số mol của Ở2 mà bằng 0,05 mol ấy thì đến đây mình sẽ tìm được phân tử khối trung bình của hai Ở2 nhá. Phân tử khối trung bình của Ở2 của chúng ta nó sẽ bằng là khối lượng là 2,1 chia cho phân tử khối là 0,05, đúng không ạ? 2,1 mà chia cho 0,05 thì bằng 2,1 chia 0,05 bằng 42, bằng 42, bằng 42 nhé. 42 thì đến đây mình có một cách giải nhanh này. 42 ta thấy rằng là 42 lớn hơn 31 và 42 nhỏ hơn 45. Đây cách giải nhanh này. 31 thì nó chính là CH3NH2. 45 thì chính là C2H5NH2. Đấy. Mà đây là hai Ở2 kế tiếp nhau nên chắc chắn nó sẽ phải là liên tiếp nhau hơn kém nhau một C, nên đáp án đúng là đáp án A. Đây là với những bạn làm nhanh. Tại sao thầy lại nói là đây với những bạn làm nhanh? Tại vì những bạn làm nhanh và làm nhiều ấy, các bạn sẽ nắm được là à, 31 CH3NH2, 45 CH5NH2 giống như thầy vậy. Còn với những bạn mà làm chậm, những bạn mà làm chậm mà không biết được điều này, nhiều bạn nhé, nhiều bạn chậm mà chưa biết được điều này thì cứ bình tĩnh, các bạn quan sát cái kỹ thuật thì hướng dẫn các bạn. Là do ở đây đề bài nói là Ở2 no đơn chức kế tiếp nhau, được chưa? Do đây là Ở2 no đơn chức kế tiếp nhau thì ta sẽ có là công thức tổng quát
của nó sẽ là, công thức tổng quát của nó sẽ là CN H2N cộng 3N cộng 3 với N trung bình. Cái này thầy dạy rồi, đúng không? Phân tử khối trung bình của nó là bằng 42. Vậy suy ra ta sẽ có này, 12N cộng 2N là 14N, đúng không? Đây thiếu N. Cộng với 3 cộng 14 là 17 thì bằng 42. Và hoàn toàn thì thầy sẽ tìm được N trung bình. N trung bình bằng, ta bấm máy tính thôi, 42 trừ 17, đúng không? Được bao nhiêu chia cho 14 thì kết quả chúng ta bằng 1,78. 1,78, ta thấy 1,78 lớn hơn 1, nhỏ hơn 2, thì 1 tương ứng với lại là CH5N, 2 thì tương ứng với là C2H7N. Như vậy mình cũng chọn được đáp án đúng của chúng ta, đó là đáp án A. Ok chưa ạ? Xịn chưa ạ? 100 ạ. Cho 0,4 mol một amai no đơn chức tác dụng HCl vừa đủ thu được muối, thì công thức của amai là gì? Thì amai no đơn chức thì công thức tổng quát của nó sẽ là CN H2N cộng 3N, đúng không? Nó cộng HCl thì nó thu được muối. Số mol của amai là 0,4 thì chắc chắn mình có số mol HCl là 0,4, đúng không ạ? Vậy M muối là 32,6. Thế mình có nhiều cách để làm lắm, có rất nhiều cách để làm câu này. Thế thì bây giờ mình sẽ có là bảo toàn khối lượng, thì mình sẽ có là khối lượng của amai đi, không phải chính bằng M muối trừ MHCl không? M muối chúng ta bằng 32,6 trừ MHCl là trừ đi 0,4 nhân 36,5, đúng không ạ? Vậy đến đây mình tìm được phân tử khối của amai, nó sẽ bằng là 32,6 trừ đi 0,4 nhân với 36,5 bằng 18, đúng không? 18 mà chia cho số mol của amai là chia cho 0,4 bằng 45. Đấy, phân tử khối của amai bằng 45. Thế thì mình có này, nếu bạn nào mà nhanh ấy, bạn nào mà nhanh mà học theo thầy Minh ấy, thì biết được ngay là 45 là mình chọn đáp án nào rồi, đúng không? 45 là mình chọn ngay C2H5N2, đúng không? Còn bạn nào mà chậm thì làm theo thầy Minh thôi. Làm chậm thì ta sẽ như thế này, phân tử khối của amai đấy, 12N cộng 2N là 14N cộng 3 cộng 14 là cộng 17 thì bằng 45, đúng không? Vậy đến đây mình tìm được N, đúng không ạ? Mình sẽ coi là 45 này trừ đi 17 này được bao nhiêu chia cho 14 này bằng này 2, N bằng 2. Và với N bằng 2 thì nó mình vẫn chọn được là đáp án B, C2H5 rồi. Quá dễ dàng, đúng không em? Lụng luôn. Đây nha, 101 nha, bạn theo dõi thì mình chữa này. Cho 10g một amai đơn chức. Đây amai đơn chức nhé. Thì amai đơn chức thì bây giờ bậc 1 hay bậc 2 hay bậc 3, thì bây giờ mình phải tìm được công thức phân tử của nó đã. Thế thì vậy bây giờ thì cứ giả sử nó là bậc 1 đi, tính cho dễ, thì nó là RnH2 đơn chức, đúng không? 1 nhóm RnH2 tác dụng hoàn toàn với HCl, chỉ được muối, đúng không? Thế thì từ đây ta sẽ có này, do là đơn chức thì mình sẽ có là số mol nhóm NH2 chính bằng số mol amai, đúng không? Và nó mặt khác, số mol nữa lại chính bằng số mol HCl nữa. Nên từ đó mình sẽ có là 15 trừ đi 10 là M muối trừ M amai chia 36,5. Đúng không ạ? Đấy, chúng ta phải tư duy nhanh như thế nhá. Và bấm máy tính ta sẽ có 15 trừ đi 10 bằng chia 36,5 bằng đấy 10/73. 10/73. Đây là số mol của nhóm NH2. Thế mình tìm được số mol nhóm NH2 rồi thì mình đã có khối lượng của amai là 10g. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol, mình tìm được phân tử khối của amai RnH2 đấy sẽ bằng là 10 chia cho 10 chia 73 chính bằng 73. Được chưa? Phần này mình không biết là nó nói hay không. Thế đến đây mình sẽ có này, suy ra R cộng với 14 cộng 2 là bằng 16 thì bằng 73. Hoàn toàn tới đây mình sẽ tìm được R bằng 73 trừ đi 16. 73 trừ đi 16 bằng 57. 57 thì bây giờ mình sử dụng cái tuyệt chiêu là chia cho 14, đúng không? 57 chia cho 14 bằng 4. Vậy thầy nghĩ ngay đến việc là nó sẽ có là C4
H bao nhiêu đó? C4H bao nhiêu đó? Thì C4H bao nhiêu ạ? 57 trừ đi 12 nhân 4. 57 trừ đi 12 nhân 4 bằng 9. Vậy là C4H9 nó ra. Nhưng đây mới chỉ là bậc 1, còn thực ra chuẩn, thực ra chuẩn nhá, thì ta sẽ là C4H11N. Nhưng các bạn đừng vội chọn là 4, bởi vì đề bài hỏi chúng ta là số đồng phân cấu tạo cơ mà, chứ không phải là hỏi là số C. Câu này rất nhiều bạn bị lừa, lừa là đi xác định số C luôn. May quá lớp mình không ai bị lừa. Thế mình sẽ có đầu tiên bậc 1 là một số hạng đúng không? 4 có 4. Bậc 2, cái này mình làm nhiều đúng không ạ? 1 cộng 3. Bậc 2, 1 cộng 3. 2 cộng 2. Đúng không? Bậc 3. 1 cộng 1 cộng 2. Vậy ta có này, 3, 4, 5, 2, 4, 8. 0, 1, 2 chỉ có 1. 1, 1, 1, 1, 1, 3 có 2. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 x 1 bằng 1. 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Vậy tổng cộng ta có 4 cộng 4 bằng 8 nhá. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là có 8. Ok chưa? Đáp án chính xác của chúng ta là có 8. Ấm luôn các em nhá. Lẻ 2 nhá. Một lẻ 2 là một câu rất là hay. 9,3 gam một ơ mai no đơn chức bậc 1. Ơ mai no đơn chức bậc 1. Thì ơ mai no đơn chức bậc 1 nó là CnH2n cộng 3n. Đúng không ạ? Tác dụng với FeCl3 dư thì bản chất nó tác dụng H2O trước để tạo thành gì ạ? OH trừ. Sau đó OH trừ mới tác dụng với lại FeCl3 là Fe3 cộng dư, thì ta sẽ thu được kết tủa là kết tủa FeOH 3 lần. Cái này là bản chất ở phần tính chất hóa học thầy đã nói rất là kỹ, đúng không ạ? Thì ta sẽ có số mol FeOH 3 lần là 10,7 chia cho 107 bằng 0,1. Thì từ đó mình sẽ suy ra được số mol của OH trừ là 0,3. Ta có số mol nhóm NH2 thì chính bằng số mol của OH trừ, thực ra số mol của N thì chính bằng số mol OH trừ để chuẩn hơn, và chính bằng là 0,3. Thì từ đó thầy sẽ tìm được phân tử khối của amai, phân tử khối của CnH2n cộng 3n, nó bằng là 9,3 chia 0,3 thì bằng 31. 31 thì bạn nào mà nhớ thì nó chính là CH3NH2, còn bạn nào mà không nhớ thì làm tiếp theo thầy. Ta có 12N cộng 2N, C là 12 mà, là 14N, cộng 3 cộng 14 là cộng 17, thì bằng 31. Vậy hoàn toàn tới đây ta tìm được N bằng 1. Và mình vẫn chọn được à? Ok chưa? Rất dễ. Câu 103, cho 20g hỗn hợp gồm 3 ô mai no đơn chức là đồng đẳng kế tiếp tỷ lệ tương ứng. Thế thì bây giờ thế này, 3 ô mai no đơn chức thì bây giờ mình cứ đặt cái thằng ô mai nhỏ nhất là RNH2 đi. Thì cái thằng tiếp theo ấy là RCH2NH2 đi. Thằng tiếp theo nữa là RCH4NH2 đi. Đúng chưa? Ok chưa? Tỷ lệ mol tương ứng là 1 chia 10 chia 5. Có nghĩa là nếu số mol của anh đầu tiên này là x thì anh thứ hai là 10x và anh thứ ba là 5x. Đúng chưa? Cái tụi này bây giờ tác dụng vừa đủ với HCl thì thu được muối. Thì cái khối lượng của tụi này là 20g. 20g. Ok chưa ạ? Bây giờ đề bài hỏi là công thức phân tử của amai nhỏ nhất. Thế thì bây giờ mình xử lý thôi. Có phải mình có, có phải là mình có là nếu mà mình bảo toàn khối lượng thì ta có là số mol nhóm NH2 chính bằng số mol HCl và chính bằng m muối trừ đi m ơ mai chia 36,5 không? M muối của chúng ta đề bài cho biết rồi, 31,68. Trừ đi m ơ mai là 20 chia 36,5 bằng 31,68 trừ đi 20 chia 36,5 bằng 0,32 mol. 0,32 mol. Mặt khác, số mol số nhóm NH2 bằng x cộng 10x cộng 5x là 16x.
Vậy hoàn toàn tới đây ta tìm được x bằng 0,02, 0,2 và 0,1 đúng không ạ? Đúng không ạ? Vậy thì đến đây ta có cái khối lượng mình biết rồi này, 20 gram này. Vậy ta sẽ có là 20 thì bằng này R cộng với 14 cộng 2 là cộng 16 nhân với 0,02. Đúng không ạ? Cộng tiếp với R cộng với anh này là 14 cộng 16 tiếp, 14 cộng 16 nhân với lại 0,2. Cộng tiếp với R cộng với anh này là 28 cộng 28 cộng 16 nhân với 0,1. Và mình bấm cái biểu thức này thì mình tìm được R. Đúng chưa? Mình bấm cái biểu thức này là mình sẽ tìm được R. Đã, các bạn cũng bấm với thầy nhá. Mình sẽ tìm được R đấy ạ. 20. Xem nào, R tìm thì đặt nó là alpha nhỉ. Alpha A này cộng 16 này. Đóng ngoặc đơn này nhân với 0,02 này cộng với này. Mở ngoặc đơn này, alpha A này cộng 14 cộng 16 là cộng 30 này. Đóng ngoặc đơn này nhân với 0,2 này cộng với này. Mở ngoặc đơn này, alpha A này cộng với này 28 cộng 16 này. 28 cộng 16 này, đóng ngoặc đơn này nhân với 0,1 này. Shift sorry, alpha bằng đã này. Bằng đây bằng 20 này. Shift slow này bằng này, R bằng 29. Được chưa? Úi dồi, với R bằng 29 thì những bạn nào học thầy từ đầu thì bạn ấy biết được luôn nó là CH5. Còn những bạn nào chưa học thì sử dụng tuyệt chiêu của thầy Minh. 29 chia 14 thì gần bằng 2. 2 tương ứng với nó là C2. Đúng không? 29 trừ đi 2 nhân với 12 là 24, 29 trừ 24 thì còn 5. Vậy nó là CH5. R là CH5. Được chưa? Với R là CH5 thì ngay lập tức ta suy được anh này, nó là C2H5 NH2 nhá. CH5 NH2 thì đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ C2H5 NH2. Ok chưa? Dễ chưa các em?